Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 9 giờ 10 phút được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình cao bằng. Những tin tức trong nước, quốc tế đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay, thứ bảy ngày mùng 3 tháng 4. Chiều tối qua mùng 2 tháng 4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sai Vi Somvihan. Chúc mừng đồng chí Say Somphon Phon Vi Hẳn được Quốc hội Lào tín nhiệm cao, bầu giữ trọng trách là Chủ tịch Quốc hội Lào khóa 9. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên các chuyến thăm cấp cao và các cơ chế hợp tác, để mạnh trao đổi các chuyến thăm giữa lãnh đạo Quốc hội hai nước và giữa các ủy ban của Quốc hội hai bên. Quốc hội hai nước tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật tiếp tục phối hợp tăng cường giám sát các dự án hợp tác đầu tư, viện trợ phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của hai nước. Quốc hội hai nước cùng các cơ quan hữu quan phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam trong năm 2022. Qua đó tuyên truyền giáo dục sâu rộng hơn nữa về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào cho nhân dân hai nước, đặc biệt là cho thế hệ trẻ của hai nước. Hoạt động cấp thẻ căn cước công dân gắn chip đang được triển khai rộng rãi và gấp rút tại các địa phương. Theo quy định, nếu thuộc đối tượng đổi hoặc cấp lại chứng minh thư nhân dân, người dân cần phải đổi sang căn cước công dân gắn chip điện tử trong thời gian sớm nhất. Căn cứ điều 5 Nghị định 05 của Chính phủ về chứng minh thư nhân dân, những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi chứng minh thư nhân dân. Chứng minh thư nhân dân hết thời hạn sử dụng. Chứng minh thư nhân dân hư hỏng không sử dụng được thay đổi họ tên, chữ đẹp, ngày tháng năm sinh. Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thay đổi đặc điểm nhận dạng. Với trường hợp bị mất chứng minh thư nhân dân thì phải làm thủ tục cấp lại. Từ đầu năm 2021, cả nước đã ngừng cấp chứng minh thư nhân dân và căn cước công dân mã vạch. Thay vào đó thẻ căn cước công dân gắn chip ra đời với nhiều tiện ích. Vì thế nếu thuộc đối tượng đổi hoặc cấp lại chứng minh thư nhân dân, người dân cần phải đổi sang căn cước công dân gắn chip. Việc sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử sẽ thuận lợi hơn trong các giao dịch hành chính của công dân cũng như phục vụ công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hướng tới nền chính phủ số, chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử. Đây là xu hướng tất yếu trong việc phát triển xã hội hiện nay. Ngân hàng nhà nước chính thức sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 01, trong đó các tổ chức tín dụng sẽ được thực hiện trích lập dự phòng rủi ro trong 3 năm. Ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư 03 ngày 2 tháng 4 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 01, quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thông tư mới quy định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ của khoản nợ khi đáp ứng đầy đủ 8 điều kiện. Ngoài ra, thông tư số 03 còn bổ sung quy định về trích lập dự phòng rủi ro. Theo đó, tổ chức tín dụng thực hiện trích lập dự phòng cụ thể đối với khách hàng có số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 5 năm 2021. Tổng cục Du lịch đang kêu gọi sự hưởng ứng của người dân, du khách bình chọn cho du lịch Việt Nam tại giải thưởng Du lịch World Travel Awards năm 2021. Trong đó tập trung vào các hạng mục điểm đến hàng đầu Châu Á, điểm đến di sản văn hóa hàng đầu Châu Á, điểm đến thành phố hàng đầu Châu Á Hà Nội và điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu Châu Á Hội An. World Travel Awards là giải thưởng được tổ chức thường niên kể từ năm 1993 đến nay đã trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới về việc tôn vinh các thành tiệu xuất sắc của ngành du lịch trên mọi lĩnh vực. Năm nay là lần thứ 28 World Travel Award tổ chức hoạt động bình chọn và trao giải thưởng. Hoạt động bình chọn cho các giải thưởng cấp khu vực và châu lục bắt đầu diễn ra kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2021 để chọn ra những ứng viên xuất sắc nhất tranh giải cấp toàn cầu. Du lịch Việt Nam vinh dự được đề cử tại 10 hạng mục, gồm Điểm đến hàng đầu châu Á 2021, Điểm đến di sản hàng đầu châu Á 2021, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á 2021, điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á 2021, điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á 2021, cơ quan du lịch hàng đầu châu Á năm 2021, điểm đến dành cho giới trẻ hàng đầu châu Á 2021, điểm đến thành phố hàng đầu châu Á 2021, điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á 2021 và điểm đến hấp dẫn du khách hàng đầu châu Á năm 2021. Theo đó, để bình chọn cho du lịch Việt Nam trong giải thưởng uy tín danh giá này, người dân, du khách có thể truy cập vào website www.woodtravelaward.com. Thời gian bình chọn sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 16 tháng 8 năm 2021. Thủ tướng Chính phủ quyết định trích 1.237 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế, thực hiện mua và tiêm vaccine phòng COVID-19. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Bộ Y tế có trách nhiệm thực hiện cơ chế mua vaccine phòng COVID-19 theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch. Bộ Y tế khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tổng thể phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2021, bao gồm kế hoạch chi tiết về mua, sử dụng 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện theo kế hoạch. Trách nhiệm đảm bảo nguồn kinh phí mua vaccine, tổ chức tiêm vaccine của từng cấp chính quyền, cấp ngân sách nhà nước, tổ chức cá nhân sử dụng vaccine tự nguyện chi trả. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, gần 99,6 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó 56 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ. Như vậy, con số này chiếm gần 30% dân số Mỹ. Hiện, chính phủ Mỹ đang tăng tốc phân phối vaccine ngừa COVID-19 cho các bang nhằm hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm ưu tiên và mở rộng diện tiêm chủng cho tất cả người trưởng thành trong những tuần tới. Cũng trong ngày hôm qua, chính phủ Mỹ đã phát động một chiến dịch quảng cáo lớn nhằm hối thúc người dân nước này đi tiêm chủng ngừa COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới ở nước này tăng mạnh trở lại. Trước đó, chính phủ đã đưa ra một loạt biện pháp mới nhằm đảm bảo 90% người trưởng thành Mỹ được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trước ngày 19 tháng 4 tới. Bản tin sẽ tiếp tục với một số tin tức trong tỉnh. Chiều qua, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm giai đoạn 2016-2021 thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Giai đoạn 2016-2021, các cấp công đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ công đoàn và các phong trào thi đua của vận động do các cấp ngành và tổ chức công đoàn phát động, cụ thể hóa chỉ thị và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện theo chủ đề từng năm. Từ năm 2016 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 5 chương trình Tết xung vầy, tặng 2276 xuất quà cho đoàn viên công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Vận động đoàn viên ủng hộ quỹ máy ấm công đoàn, hỗ trợ sửa chữa làm mới 290 nhà trị giá trên 7,3 tỷ đồng, hỗ trợ làm thủ tục cho vay đối với 129 đoàn viên với số vốn vay 2 tỷ 503 triệu đồng ký kết thỏa thuận hợp tác với 7 đối tác cho trên 1.500 đoàn viên và người lao động được hưởng lợi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động, đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền 330 triệu đồng, huy động các nguồn lực hỗ trợ cho các xã khó khăn được phân công đỡ đầu xây dựng nông thôn mới với số tiền trên 314 triệu đồng, hỗ trợ 7 đoàn viên công đoàn vay vốn tạo việc làm với số tiền 140 triệu đồng, hàng năm có trên 1.000 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng đem lại hiệu quả. Toàn tỉnh thành lập mới 35 công đoàn cơ sở với 988 đoàn viên mới. Công tác thông tin tuyên truyền được các cấp công đoàn thực hiện với nhiều hình thức phong phú đa dạng, kịp thời biểu dương khen thưởng nhân rộng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đã có 41.395 tập thể và cá nhân thuộc hệ thống công đoàn được các cấp khen thưởng thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị, gắn với triển khai các chỉ thị nghị quyết của Trung ương của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bế Thanh Tịnh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện triển khai tốt chỉ thị 05 CTTU, thực hiện kế hoạch 119 KHTU về thực hiện nội dung đột phá của tỉnh ủy trong thực hiện chỉ thị 05 nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu gắn với phong trào công đoàn, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tổ chức tốt học tập quán triệt triển khai nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết đại hội đảng các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức người lao động về các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước của tỉnh, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về du lịch cho đội ngũ lái xe phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đại diện các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh, các lái xe phục vụ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tham gia lớp bồi dưỡng. Các học viên được giới thiệu tuyên truyền về tiềm năng thế mạnh của du lịch Cao Bằng và công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng, giới thiệu các tour tuyến, những điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh cũng như các điểm đang dần đưa vào khai thác lịch sử văn hóa phi vật thể, văn hóa ẩm thực của Cao Bằng. Đội ngũ lái xe sẽ là hướng dẫn viên khách du lịch trên tinh thần mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch. Trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng, đại diện Sở Văn hóa thể thao và du lịch và lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã phát tài liệu và cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, sau đó sẽ được dán trên các xe ô tô, góp phần tăng cường công tác quảng bá tuyên truyền sâu rộng về du lịch địa phương và công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước cao bằng. Hội nông dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân quý 1 năm 2021, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Trong quý 1, Hội nông dân tỉnh đã kiểm tra các dự án chăn nuôi bò sinh sản tại huyện Hà Quảng, chăn nuôi lợn nái tại thành phố Cao Bằng, chăn nuôi châu sinh sản tại huyện Nguyên Bình, giải ngân 3 dự án nguồn trung ương, tỉnh với số tiền 2,2 tỷ đồng, đồn đốc thu hồi 4 dự án nguồn trung ương, tỉnh tại Trùng Khánh, Hà Quảng, thành phố với số tiền 125 tỷ đồng, khảo sát xây dựng 5 dự án mới tại Hà Quảng, Bảo Lạc, thành phố với số tiền 2 tỷ 750 triệu đồng. Hội nông dân thành phố Quảng Hòa Thạch An đã giải ngân được 4 dự án với số tiền là 526 triệu đồng cho 33 hộ hội viên vay phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, hỗ trợ nông dân vay trên 36 tỷ đồng, thu nợ trên 26 tỷ đồng, phối hợp với Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp tỉnh cung ứng 135 tấn phân bón các loại, các cấp hội tổ chức tập huấn trồng cỏ voi chăn nuôi châu bò, sử dụng máy cấy cho hội viên, cấp 8 084 cây giống chám đen, 11.000 con gà cho nông dân các huyện. Trong quý 2, Hội nông dân tỉnh tổ chức thực hiện các chương trình tuyên truyền lồng ghép về xây dựng nông thôn mới, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường nông thôn, phòng chống tác hại thuốc lá, phối hợp với công ty cổ phần vật tư nông nghiệp, các doanh nghiệp triển khai cho hội viên vay phân bón cung ứng sống cây trồng theo phương thức ứng trước, mở các lớp tập huấn cách thức sử dụng các loại phân bón vô cơ cho nông dân. Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình vừa tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình vừa tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dần dần đi vào nền nếp chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ công chức viên chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên nghiệp, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao. Việc quản lý sử dụng ngân sách tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. Trong năm giả soát 233 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân huyện, tiếp nhận giải quyết 1.807 hồ sơ, trong đó có 1.778 hồ sơ trả đúng hạn, trước hạn đạt 98,4%, có 28 hồ sơ chưa đến hạn trả, chiếm 1,5%. Có 1.001 hồ sơ nộp trực tiếp, có 806 hồ sơ nộp trực tuyến, mức độ 3. Kết quả huyện Nguyên Bình được xếp ở vị trí thứ 2 trong các huyện, thành phố. Năm 2021, Huyện tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp xã, tiếp tục triển khai thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 9 giờ 10 phút của đài phát thanh truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.